Thưa quý vị, vụ việc hàng trăm công nhân khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh tuần hành phản đối hành động của Trung Quốc tại Biển Đông, sau đó đã tham gia vào một vụ xô xát tại công trường dự án nhà máy thép Formosa, khiến một người bị chết và nhiều người bị thương, đã khiến cho tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội ở khu vực này trở nên hết sức phức tạp. Vậy bản chất của vụ việc này như thế nào? Phóng viên Quang Đông vừa có cuộc trao đổi điện thoại với ông Đặng Quốc Khánh là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông Đặng Quốc Khánh, xin ông có thể cho biết là tình hình về vụ xô xát gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại công trường dự án nhà máy thép Formosa, khu công nghiệp Vũng Áng, Hà Tĩnh trong ngày hôm qua được không ạ? Vâng, do mâu thuẫn của hai nhóm công nhân người Trung Quốc với công nhân Việt Nam đang làm việc cho nhà thầu xây dựng tại khu vực lò cao của nhà máy luyện thép của công ty Formosa. Khoảng 5 giờ chiều ngày 14 tháng 5, hai nhóm công nhân này đã gây gổ đánh nhau. Và những công nhân khác và một số kẻ thì muốn kích động và trở thành một cái cuộc cầu đả lớn. Và hai bên đã đánh nhau và gây thương tích cho nhau. Nhóm công nhân đã đốt 3 cái nhà tạm cho công nhân trong khu vực thi công. Vì nắm bắt được trước tình hình, tỉnh cũng đã chủ động huy động tất cả các lực lượng, cả hệ thống chính trị phối hợp với công ty Formosa tiến hành giải tán công nhân và đưa người bị thương ra bệnh viện tỉnh và thành phố, dập tắt ngay đám cháy. Và tại thời điểm đến thời điểm này thì đã có 149 người bị xây xát và bị thương, và một người thì bị thương và bị chết. Đến 8 giờ tối cùng ngày, tỉnh đã giải tán xong toàn bộ sự việc và kiểm soát tất cả các tình hình. Vậy thưa ông, bản chất của cái vụ việc này cần được nhìn nhận như thế nào ạ? Về bản chất của cái sự việc này thì cần phải nhìn nhận là bởi vì do cái quá trình cùng nhau thi công trong cái dự án xây dựng lò cao của nhà máy luyện thép của công ty Formosa, cho nên hai nhóm công nhân này đã có những cái mâu thuẫn từ trước, và đến cái ngày hôm qua thì có cái mâu thuẫn trở thành cái